đát của nó là Best Buy 2023. Ủa đát tới năm sau lận, đầu năm sau nha. Rồi có thêm 2 gam citrulline. Thành phần nó giống như cái gói vậy nha các bạn, nhưng mà kiểu như nó tiện á. Thì nói chung là đang có sự kiện thì bạn nào muốn thì trải nghiệm nha. Rồi thì mình coi sơ sơ tiếp theo là coi sơ sơ cái thằng Vitastrong này. Cho bạn coi sơ sơ Vitastrong nha. À mình lấy Ruan cho bạn coi luôn, mình so sánh luôn nha. Đây. Đó mà so sánh nha. Bây giờ mình sẽ so sánh hai cái loại này. Thì lúc trước á, thằng này là 1.2 triệu, 1.3 triệu. Bây giờ là này cũng vẫn, thằng này là 1.3 triệu, thằng này là 1.850 triệu. Còn bây giờ là này cũng vẫn vẫn đang giá đó. Thật ra công ty cũng đã lên rồi, nhưng mà mình thì mình vẫn giữ, tại vì nó lên chút xíu à, thì mình cũng không lên làm gì. Thì đang tặng AB nữa, thì cũng coi như là giá 1.850 triệu. Thì này lên 1.750 triệu, nhưng mà Ruan bây giờ đã lên 1.750 triệu rồi. Thì các bạn coi thành phần, bây giờ coi thành phần của hai bên thì bên nào đáng để sử dụng hơn nha. Rồi nói về thành phần của nó thì này 66 cộng, là cho 67 đi, 67 7 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
Tiếp theo, Ruan nhiều serving hơn nha, nhưng mà một scoop của Ruan là 30. Cái này mình lấy cái vị gì đây ta? À, vị sô cô la truyền thống. Rồi, cũng dễ so sánh thôi. Coi lại nha, thì ở này 30,4 gram, cái này là 34 gram. Cái muỗng của này to hơn bởi vì muỗng này chứa tới 27 gram protein lận các bạn. Đây nè, 27 gram protein. Thành phần của nó là, còn này là 25 gram protein thôi, nhưng mà thành phần của nó là hydrolyte isolate chủ yếu. Rồi hydrolyte là theo sau. Cái này là protein isolate không à. À, protein isolate mà nó hydrolyte luôn ra luôn. Đó thì này tính ra này là chất lượng hơn. Nói về kiểu protein. Rồi tiếp theo là chỉ là protein này chất lượng hơn nha. Thì hydrolyte thì tỷ lệ hấp thu cao hơn. Ví dụ như cùng, ví dụ như là 27 gram này nó sẽ hấp thu đâu đó 25 gram, nhưng mà này 25 gram thì chỉ hấp thu khoảng 20-21 gram thôi. Đó, ví dụ như này 80% thì này sẽ hấp thu 90%. Thì các bạn tự chia ra rồi tính toán nha. Mình tính ví dụ như chút nữa mình edit thì mình tính chính, mình tính nháp nháp rồi mình để ở phía trên này cho bạn coi, coi thử bên nào nó hơn nhỉnh hơn chút xíu. Thì này là một muỗng của nó là, nó có 67 muỗng, thì mỗi muỗng nó 27 gram protein lận, cho nên là chia qua chia lại thì mình cảm thấy là hai bên này nó đang khá là ngang ngang nhau nha, khá là ngang ngang nhau. Thì này của Vitastrong của Mỹ, này của Ruan của Mỹ luôn. Mức giá đang là này thua này chút xíu, mà chất lượng protein tính đi tính lại thì nó ngang ngang nhau. Mình sẽ để bảng so sánh ở đây cho bạn coi nha. Rồi còn lại thì nó cũng giống giống nhau các bạn ơi. Có một chút xíu fat này, cũng có một chút xíu fat. Này có 2 gram carb, còn này có 1 gram carb này, ít carb hơn nè. Rồi, cả hai đều là chính hãng, này của Bedwood Nutrition. Này của Ruan Protein. Này là tem xác thực chống hàng giả của nó. Các bạn quét mã ở đây thì nó sẽ ra được công ty. Rồi vậy nha, bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Thì các bạn cần thì liên hệ mình ở subscribe và liên hệ mình ở số Zalo hoặc là website ở dưới, hoặc là Facebook fanpage ở dưới, số điện thoại Zalo ở dưới luôn. À, Zalo phía trên này mình cũng có để nè. Thì nói chung là có mấy lon ABE à, nhiều khi có mấy bạn khách qua đây đòi thử, hoặc là chút xíu nữa mình thử một lon, thì số lượng ABE này có hạn thì các bạn tranh thủ nha. Quan tranh thủ đặt nhanh thì có, còn gì hết thì thôi, hết thì mình kiếm ABE gói mình tặng cho bạn thôi, chứ giờ sao giờ.
Rồi cảm ơn các bạn nha. Các bạn nếu mà hết thì hết AB thì mình sẽ tặng bù cho bạn AB gói nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.